bỏ định kiến đan móc len thủ công chỉ dành cho các bà, các mẹ và mang đậm tính cổ điển. Một nhóm bạn trẻ Gen Z có niềm đam mê len sợi đã thổi làn gió mới vào nghề này và quyết tâm khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm mới lạ, độc đáo. Học móc len với mục đích làm quà tặng, nhưng với sự hứng thú cùng niềm đam mê, Giang Huỳnh Kim, một học sinh trung học phổ thông ở thành phố Hồ Chí Minh, đã bén duyên và quyết định gắn bó với nghề đan móc len. Dù không được đào tạo chuyên sâu, nhưng với tinh thần tự học, quyết tâm cao độ, cùng sự sáng tạo không ngừng nghỉ, cô gái Tăng Ngọc Anh Thư đã cùng Huỳnh Kim hiện thực hóa ước mơ của mình, đồng thời tận hưởng niềm vui, hạnh phúc cùng len sợi. Các bạn nhận sản phẩm, sau đó các bạn hòa mình vào các sản phẩm đó. Các bạn chỉ tập trung là những cái mũi móc như thế nào, tập trung những cái mũi móc để hoàn thiện nên cái sản phẩm. Sau khi hoàn thiện nên cái sản phẩm, các bạn ngắm nghía nó, các bạn giống như là các bạn yêu thích cái sản phẩm đó thì các bạn mới có thể thực hiện được. Tiếp thu phong cách từ châu Âu, hướng tới những sản phẩm thời trang độc đáo có cá tính, nhóm bạn trẻ này đã mang một làn gió mới đến thị trường len sợi Việt Nam. Thì bên mình cũng là sản phẩm nón, nhưng mà nó cách tân theo cái phong cách của khách hàng là như thế nào. Là khách hàng bên mình đa số các bạn đều là thiên hướng về hip hop, những cái bạn mà mang phong cách nhạc US-UK hoặc là về phong cách dạng hơi táo bạo châu Âu một xíu, thì cái sản phẩm mà họ đặt bên mình á cũng sẽ mang theo cái phong cách của họ. Đa dạng về mặt hàng, shop có nhiều sản phẩm từ len sợi được thị trường ưa chuộng như móc khóa, hoa len, áo, giày. Tuy vậy, mũ len là sản phẩm được cửa hàng chú trọng hơn hết. Lấy ý tưởng từ mũ trượt tuyết, các bạn trẻ đã cách tân độc đáo để phù hợp hơn với người Việt Nam. Ở phương Tây á, thì mình cũng có sử dụng cái loại len nó khác biệt so với loại len mà Hàn Quốc mang về Việt Nam. Việt Nam thì mình sẽ biến tấu lại cái loại len, nó sẽ mỏng hơn nhưng mà nó vẫn không thể kém đi những cái chất lượng của nó. So về giá, các sản phẩm thủ công có phần cao hơn sản phẩm công nghiệp bởi giá trị của sản phẩm phần nhiều nằm ở thời gian, công sức, tính tỉ mỉ, sáng tạo của người thợ đã bỏ ra. À, mấy cái mẫu mà có sẵn em đã làm trước đó rồi, mấy bạn chọn mẫu đó thì chỉ là 2 đến 3 ngày là có sản phẩm. Nhưng mà mấy bạn mà làm đặt theo thiết kế của mình á thì còn 2 đến 3 tuần. Mấy cái món mà bình thường á là 200 cho đến 600. Mấy cái mũ thì cũng có giá đó, nhưng mà mấy cái mẫu mà thiết kế của mấy bạn á thì nó có độ khó cao, cho nên là tầm 800 đến 1 triệu á. Thời trang hiện nay, nhiều người rất chú trọng đến tính độc đáo, cá nhân hóa. Chính vì thế, những sản phẩm len này đã nhận được sự quan tâm yêu thích từ nhiều khách hàng, đặc biệt là những bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Z. Sắp tới là sinh nhật của bạn mình có cô thời trang đường phố và phong cách rất là mạnh mẽ, cái tính rất là Tây, cho nên là vô tình thì mình lại biết đến những sản phẩm mũ len độc đáo của bên shop. Vì vậy mà mình tin tưởng mà đặt hàng ở bên shop để cho bạn mình có trải nghiệm mới về cái mũ len. Nhiệt huyết, đam mê, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm là những gì mà các bạn trẻ đã gửi gắm qua từng sản phẩm. Thông qua đó, họ muốn mang đến một góc nhìn mới mẻ về len thủ công, làm cho thị trường len sợi thêm phần đa dạng và tạo thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng.